Vâng, thì trong video này thì chăm sóc laptop sẽ chia sẻ cho các anh chị là cách mà kiểm tra ở những cái bộ phận chức năng, những bộ phận quan trọng nhất của máy tính, nó là một cách chính xác về cái sức khỏe hay cái tuổi thọ của nó, để anh chị là mua một cái máy về và nó đạt được yêu cầu và mình có thể là đảm bảo mình sử dụng lâu dài. Đây là cái mà các bạn rất là quan tâm trong thời gian gần đây và rất là nhiều câu hỏi đặt đến với chăm sóc laptop. Thì mình sẽ không làm mất thời gian của anh chị, mình sẽ chia sẻ ngay ở phía sau ạ. Cảm ơn ạ. Trước tiên là chúng ta cần kiểm tra là webcam mic, một cái thiết bị là khá là quan trọng trong thời điểm hiện tại để chúng ta học online nha các anh chị. Để mà vào đó thì trên mạng nó có những cái phần mềm nó sẵn hết rồi, mà chúng ta chỉ vào đó là kiểm tra cho nó nhanh nhé. Có gì gõ là webcam test nhé. Chúng ta sẽ chọn cái trang là thử nghiệm webcam. Thì trong này nó vừa test webcam vừa test mic luôn các anh chị. Sau chúng ta chọn cái vào cái biểu tượng là cái ô là kiểm tra webcam của tôi, sau mình chọn cho phép thì nó sẽ hiển thị lên ngay cái webcam của mình và nó sẽ sáng đèn. Anh chị thấy sáng đèn không? Này, sáng đèn này. Đấy. Và chúng ta có thể kiểm tra thứ cái độ phân giải của cái webcam này nó có tốt và có đúng với nhu cầu chúng ta cần hay không. Tại vì tùy theo người, có người sẽ cần cái webcam thì để mà quay video thường xuyên, còn những cái anh chị cần cái để làm tạm thời hoặc học online thôi. Tại webcam có rất nhiều độ phân giải, ví dụ như 720 hoặc là Full HD hoặc là cao hơn. Sau đó chúng ta cần kiểm tra mic. Hiện tại bên phải này nó có chữ kiểm tra micro, cái chúng ta bấm vào. Sau đó chúng ta chọn một cái mục là kiểm tra micro của tôi. Bấm cho phép. Thì anh chị thấy là cái tần số nó theo cái nhịp của chúng ta đang nói này, cái âm thanh chúng ta nói đó, nó sẽ có những cái sóng lớn nhỏ khác nhau. Thì anh thấy đây là cái mic nó đang hoạt động bình thường này. Và chúng ta có thể là nói lớn, to, thì bắt đầu cái sóng này nó lớn lên theo cái âm lượng của chúng ta nói. Thì đây là một cái mic nó đang bình thường. Thì chúng ta đã kiểm tra xong mic và webcam. Chúng ta cần kiểm tra bàn phím và kiểm tra ổ cứng các anh chị. Để kiểm tra cái bàn phím thì chúng ta cũng tận dụng ngay những cái phần mềm nó có sẵn ở trên trên Google các anh chị. Có phần mềm mang tên là Key Test. Chọn Key Test Online nha anh chị. Bấm vào Key Test Online. Thì nó hiển thị ra một cái giao diện mà nó có những cái ký tự giống như trên máy chúng ta, gồm có bàn phím, chữ số và ký tự. Thì chúng ta để cho nhanh thì chúng ta cứ bấm một phím mà nó trắng và nó lên xanh lại như thế này là bình thường anh chị. Đây. Anh thì thấy phía trên này nó đang hiển thị là chữ B không? Đây. N. Đây. Thì nó hiển thị ra đây. Và chúng ta có thể là test nhanh bằng cách là chọn một lúc rất là nhiều phím và nó trắng và nó xanh là bình thường. Sau đó chúng ta chọn những cái phím số bên phải này, chúng ta bấm tất cả phím số bên phải này luôn. Và những phím chức năng như là SC, F1, F2. Chúng ta kéo cho nó nhanh. Chúng ta có thể test luôn cả chuột trái và chuột phải. Và chúng ta có thể kiểm tra cái độ nhạy của bàn phím bằng cách là chúng ta bấm nhiều lần. Để xem thử là nó có nhạy, nó đàn hồi tốt hay không. Một số máy chẳng hạn như là nó sẽ không có một số cái phím chức năng nha các anh chị. Nên chúng ta có khi chúng ta bấm chúng ta không thấy ở trên màn hình này, chúng ta không thấy nó có một cái số này. Một số là nó không có nha các anh chị, chứ không phải là nó bị liệt chẳng không giảm đâu nha các anh chị. Đấy, và chúng ta có thể là kiểm tra độ nhạy của bàn phím bằng cách là chúng ta bấm rất là nhiều lần cái này xem thử nó có nhạy và nó có chuẩn hay không, nó có bị vướng cứng hay gì hay như thế nào hay không. Tại một số anh chị dùng kế toán hoặc là văn phòng dùng phím nhiều thì nên là kiểm tra kỹ về cái bàn phím. Một khi chúng ta ví dụ như là chúng ta quay trở lại và chúng vào vào lại nhé, thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là chúng ta sẽ kiểm tra ví dụ như một cái phím B chúng ta bấm không bấm nhưng mà nó cứ nhảy ra như thế này, biết là nó đang bị chạm các chị. Nó bị trắng như thế này, nếu tuy chúng ta không bấm mà nó cứ trắng như thế này, biết là đang bị chạm. Đây là những cái phím đó chúng ta cần phải xử lý, là có thể là sửa.
Thì trong cái video trước thì chúng ta đã có chia sẻ các anh chị cách kiểm tra và sửa bàn phím bị dính phím á, bị chạm phím. Đó. Thì bấm thả là như thế này, đàn hồi như thế này là bình thường. Còn nếu mà chúng ta không bấm mà nó cứ hiển thị một cái chữ F như thế này, nó cứ ra liên tục như thế này á, thì cái đây là cái phím này là bị chạm rồi các anh chị. Bị chạm phím. Đấy, hoặc là nếu chúng ta bấm một phím mà nó ra tới 4 5 phím như thế này chẳng hạn, thì nghĩa là phím này đang bị loạn phím. Nó còn bị chập phím. Mà nó chập rất là nhiều, cái trường hợp nó bị dính nhiều phím như thế này chỉ có nước là thay phím khác thôi, thay phím khác không sửa được đâu nha các anh chị. Chúng ta tiếp theo kiểm tra tới cái ổ cứng các anh chị. Chúng ta có dùng cái phần mềm là HD Sentinel để chúng ta kiểm tra. Phần mềm nó khá là nhẹ, chúng ta bấm vào là HD Sentinel và chúng ta chọn là phần tệ tải miễn phí này các anh chị, để chúng ta tải về. Phần mềm này khá là nhẹ, kiểm tra rất là nhanh. Đấy, tải xong chúng ta cài đặt luôn nha các anh chị. Nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần hai ba bước là xong thôi. Chúng ta bấm vào file setup.exe này, chọn yes. Ok, chúng ta đồng ý với những cái điều khoản của nó thôi các anh chị, không có gì hết. ISS agreement là chúng ta đồng ý với những điều khoản của nhà sản xuất thôi. Chúng ta bấm next và chúng ta sẽ install để khi nó chạy là xong các anh chị, khá là đơn giản. Finish. Thì chúng ta đã cài xong và chúng ta bật cái chương trình này lên, chúng ta xem thử là cái sức khỏe của ổ cứng hiện tại của nó là như thế nào, bao nhiêu phần trăm nha các anh chị. Đối với máy này ổ cứng sức khỏe của nó là 100% và nhiệt độ trung bình của nó là 45 độ C thì ổ cứng này là rất là ok. Thông thường một số máy cũ xài lâu ngày này thì cái sức khỏe nó giảm xuống còn khoảng 90%, 95%, 80%. Thì thông thường nó khoảng 95 đến 100% thì có thể xài tương đối ok. Nhưng mà nếu mà nó dưới cái mức đó thì cần yêu cầu là nhà cung cấp hoặc là những cái máy mình đang mua đó thì mình yêu cầu người ta phải đổi cho mình, hoặc là mình sẽ chọn những cái máy khác anh chị. Sức khỏe quan trọng lắm, tại vì tốc độ của ổ cứng, tốc độ của máy nó chạy nó phụ thuộc vào RAM, CPU và ổ cứng. Nên là các anh chị là cái ổ cứng sức khỏe nó cực kỳ quan trọng. Nên là xem nếu mà mình không ưng ý thì mình chọn lên cái cứ chọn là cái ổ cứng có sức khỏe 100% là tốt nhất. Còn nếu mà trường hợp bất đắc dĩ mà chúng ta cái kinh phí chúng ta thấp quá thì chúng ta có thể chọn là những ổ cứng 95, 98% cũng được. Thì tùy vậy nha các anh chị. Mình nói thêm tốc độ của máy tính nó liên quan tới cái gì? Chúng ta có thể liên quan tới CPU và RAM. Để kiểm tra thử máy này nó chạy CPU hay RAM gì thì chúng ta bấm vào cái phím locker cần một chữ R. Chúng ta gõ vào cái ô này là nhấn là tổ hợp phím là chữ locker và R nha các anh chị. DX DIAG. Chúng ta xem cấu hình của máy này như thế nào, CPU gì hay RAM bao nhiêu GB. Lưu ý, tốc độ xử lý của máy tính chạy nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào CPU, RAM và ổ cứng. Nên chọn những cái máy có ổ SSD để tốc độ xử lý nó cao hơn. Ổ cơ bây giờ rất ít người dùng các anh chị, ổ HDD đấy thì thành ra nó rất là chậm, nên mà chọn là ổ SSD. Thì ổ cứng chúng ta vừa test đó là cái ổ này là ổ SSD. Đây là ổ SSD 120GB. Thông thường thì như USB và ổ cứng thì nó sẽ không có đúng dung lượng thật của nó đâu, nó sẽ bị hao hụt hoặc mất đi một tí nào đó các anh chị. Cái đây là bình thường nha các anh chị. Các anh đừng vậy, đừng có mà cứ nghĩ là cái ổ 120GB thì đúng 120GB, không có đâu. Và cái đây là cái chuyện bình thường các anh chị, là không phải quan tâm đấy nhé. Ổ đến 120GB hiện tại của nó là còn 111,8GB. Là bình thường. Sức khỏe là 100%. Nhiệt độ hiện tại của nó là 45 độ C thì này tương đối các anh chị. Chúng ta cần để ý cái này thôi. Còn ở đây một số là ngày cái giờ chạy và ngày đó. Cái này thì nó cũng không có tuyệt đối lắm. Không tuyệt đối lắm. Thì đây là một cái máy Asus X540UB. CPU nó là i3 Gen 7 7100U. RAM nó là 4GB các anh chị, memory là RAM các anh chị. Và ở đây thì chúng ta xem card Vega của nó. Vega của nó là 2GB và nó share bộ nhớ lên đến 4GB. Thì cái máy này rất là phù hợp cho các anh chị làm đồ họa các anh chị. Vẽ video, vẽ CAD Photoshop rồi làm video chẳng hạn.
Thì để mà kiểm tra một cái máy nó có Vega không thì có thể vào cái mục render này chúng ta xem này. Thứ hai là chúng ta có thể vào đây, chuột phải vào My Computer, vào Manager. À, chúng ta vào phần Device Manager, chúng ta chọn vào và chúng ta sẽ chọn là cái display. Display của nó thì máy này nó chạy hai 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 cặp Vega song song này. Thứ nhất là cặp Intel HD Graphics 620, nó có tích hợp Vega Share trong này rồi. Và đây là Vega RAI AMD Radeon HD 8500M. Thì cái này cặp RAI nó xử lý hình ảnh đẹp và làm video nét hay không là do cặp RAI này. Nên là chúng ta khi mà làm những anh chị mà làm bên đồ họa thiết kế video xử lý hình ảnh thì cần chọn những cái máy nó có cặp RAI để mình xử lý đồ họa cho nó tốt nha các anh chị. À, sau đó mình sẽ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các anh chị một cái là kiểm tra về màn hình. Thì để mà kiểm tra màn hình cho anh chị là cần thứ nhất là kiểm tra màn hình nó có bị hở sáng góc hay không. Thông thường một số màn hình xài lâu thì những cái góc này sẽ bị hở sáng một trắng trong trắng đục á, hoặc màn hình nó sẽ bị đốm do những cái tấm lót bên phản quang bên trong, tấm lót bên trong nó bị lâu ngày nó sẽ bị lỗi và nó sẽ dẫn đến đốm. Thì anh chị là nên là kiểm tra cho kỹ nhé. Mình có thể là vào YouTube, trên này có rất là nhiều video hướng dẫn chúng ta kiểm tra cái độ sáng tương phản màn hình bằng cách thay đổi màu sắc đó các anh chị. Thì chúng ta là test màn hình, gõ vào là test màn hình chẳng hạn, nó sẽ hiển thị ra, nếu mà nó có điểm chết thì sẽ hiển thị ra ngay các anh chị. À, ví dụ như là một cái video như thế này đây, mình chọn một cái video ngắn hơn chẳng hạn cho nó dễ nhé các anh chị. Ví dụ như một cái video này thì nó hiển thị rất là nhiều màu sắc và chúng ta xem thử sẽ rõ, rất là rõ ngay. Đây, xem thử là hình ảnh nó đổ liên tục như vậy mà có đốm, nếu mà có đốm sáng hay là những cái bị xước bị trầy chúng ta sẽ nhìn ra ngay. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái đốm trắng rất là nhỏ xíu xíu này các anh chị. Đây, nhìn ra ngay. À, và đây là cách nhanh nhất mà chúng ta kiểm tra một cái màn hình. Đây, rồi mình sẽ thoát ra nha các anh chị. À, sau đó thì chúng ta cần phải xem thử là cái màn hình này có độ phân giải nó full HD hay không. Tùy theo như cái máy, có những cái máy là bản chất của cái máy thì màn hình nó là full HD bằng cách nào. À, kiểm tra chuột phải vào, bấm vào Display Setting nha các anh chị. À, chúng ta thấy cái độ phân giải của màn hình này là 1920 x 1080, đây là màn hình full HD. Ví dụ như zin của cái máy này là màn hình full HD, nhưng mà ví dụ như trường hợp nó bị bể hay vỡ mà người ta thay vào những cái màn hình khác thì anh bấm vào display này, anh thấy cái màn hình nó là nó không còn là full HD nữa, thì chúng ta thấy chúng ta cũng yêu cầu là cần kiểm tra và chúng ta có thể xem xét được chúng ta có nên mua hay không. Độ phân giải thường của nó là 1280 x 768 các chị, là một cái màn hình thường. Full HD nó là 1920 x 1080 là cái độ phân giải. Thì chúng ta là nên biết là ví dụ như có thể chết là cái màn hình máy của máy này là cái màn hình zin của nó là màn hình full HD, nhưng mà vì một lý do nào đó nó bị bể vỡ hay hư hỏng, người ta đã thay vào một cái màn hình thường thì cái giá trị của nó có bị giảm xuống các chị. Thì mình sẽ là có những cái giá nó phù hợp. À, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cách là kiểm tra pin của cái laptop này nó như thế nào. Thì đây là một cái rất là quan trọng mà cũng rất là nhiều anh chị là chú ý cái vấn đề pin. À, trước tiên chúng ta bấm cái tổ hợp phím là lá cờ và chữ R nha các anh chị. Windows với R á. Anh chị gõ là chữ CMD, ba chữ CMD nha các anh chị. Ok. À, sau đó chúng ta gõ gõ lên một cái tổ hợp chữ Power CFG sạc battery report. Mình đã ghi rất là rõ đây cho anh chị thấy nè, có thể là copy ở ngoài này vào hoặc là chúng ta gõ trực tiếp lên trên trên cái giao diện này. À, thì chúng ta copy cái này. Nhớ nha các anh chị, Power CFG sạc battery report. Power CFG sạc battery report. Rồi chúng ta copy, chúng ta gắn vào đây, Ctrl V, chúng ta bấm Enter. Nghĩa là sau khi chúng ta bấm cái biểu tượng là Windows với chữ R, nó hiển thị lên một cái giao diện như hình. À, thì chúng ta bấm chữ Enter, copy cái file kia gắn vào, chữ bấm chữ Enter thì nó sẽ hiển thị ra là một cái file, có nghĩa là nó nằm trong ổ C này, nghĩa là Battery File Report này sẽ lưu ở ổ C trong cái mục User Hello Battery Report HTML. Đây là một cái file, một cái trình trình duyệt của Google Chrome hay là Cốc Cốc gì đấy, một cái trình trình duyệt nha các chị.
thì chúng ta bắt đầu mở ổ xe lên. Chúng ta mở là ổ xe lên, chúng ta sẽ thấy là trong cái user là nãy nó đang báo thông báo này các anh chị xem, nó thông báo này user hello battery report đúng không, trong phần user là phần hello. Hello là cái tên của người dùng, tên máy các anh chị, tên của mình để là hello các anh chị. Enter vào thì nó có một cái chữ là battery report, thì mình sẽ bấm vào đây, nó sẽ hiển thị ra một cái mình chọn ok luôn nha các anh chị. Nó sẽ hiển thị ra ngay cái dung lượng của cục pin của hiện tại của nhà sản xuất. Ở đây nó có hai mục anh chị cần để ý là design capacity và cái mục là full charger capacity. Thì cái mục này nghĩa là dung lượng chuẩn của nhà sản xuất lúc này là 34.560 MW. Cái dung lượng hiện tại của này sạc đầy thì nó còn là khoảng 28.674 MW thôi, nó chai khoảng 20% các chị, tầm khoảng 20-25% gì đấy, thì nó cũng còn tương đối và có thể xài được. Bên này có thể còn xài tương đối của anh chị. Còn nếu mà nó ở đây mà nó là 35.560 MW luôn thì bên này còn như mới, là còn cái dung lượng của nó xài và cái thời gian mình xài rất là lâu, cực kỳ tốt. Đó. Thì cái này là cái độ nó còn 28,6 MW thì nó cũng bị sụt giảm một tí gì đó rồi, có nghĩa thời gian của nó so với pin ban đầu của nhà sản xuất thì nó cũng giảm một tí, nhưng mà vẫn còn xài ngon lành tương đối. Còn nếu mà đạt được 34 thì ok, còn nếu mà dưới cái đây nó giảm xuống còn cái khoảng là 15 hoặc 20 thì nó quá tệ rồi anh chị, có nghĩa là nó bị giảm hết một nửa sức khỏe của cái pin rồi, thì chúng ta có thể là chọn là không nên chọn cái máy này, hoặc là nếu mà cái giá cả nó hợp lý thì chúng ta vẫn mua bình thường, và chúng ta có giải pháp là thay pin hoặc chẳng hạn, hoặc những người có nhu cầu không có nhu cầu về pin thì có thể là mua tận dụng vẫn xài được bình thường nha các anh chị. Thì mình sẽ là chọn cái giải pháp cho nó phù hợp nhất. Đây thì đó là về cái phần cục pin, và thông thường những cái phần mềm test pin này á thì nó cũng mang cái nhất là tương đối và tham khảo, còn thực sự là chúng ta xài thì nó thực tế trên máy thì chúng ta sẽ biết ngay. Thì tùy theo cái trường hợp là chúng ta là sẽ xài, ví dụ như là khi đọc báo và đánh văn bản thì nó tiêu tốn ít năng lượng hơn, còn khi mà chúng ta là xem video thì nó sẽ tiêu tốn cái dung lượng pin nó sẽ nhanh 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 hết hơn. Còn nếu chúng ta chơi game hay render video thì nó sẽ là dung lượng pin nó sẽ tụt giảm xuống nhanh hơn, thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta cũng nên biết là tùy theo cái công suất chúng ta làm việc và sử dụng như thế nào đó thì cái lượng pin nó sẽ là hao tốn như thế nào. Đây cái đó chúng ta cần nắm khi chúng ta render video hay là chơi game thì nó tiêu tốn cái lượng pin nhiều nhất, nên là chúng ta cần để ý. Kiểm tra pin này cũng có rất là nhiều phần mềm, ví dụ như là battery mon, rất là nhiều phần mềm khác nữa, nhưng mà nó cũng chỉ mang cái tính chất là tương đối với anh chị, nhất là tương đối chúng ta là để tham khảo, còn thực chất là chúng ta có thể xài thì chúng ta sẽ thực tế sẽ biết gì dễ hơn. Và anh biết là cũng nên biết là đối với những cái máy mà màn hình 15.6 inch hoặc là những cái màn hình full HD hoặc là những cái máy có cật rời thì thông thường là pin nó sẽ tiêu tốn năng lượng nhiều hơn so với một cái máy là chạy Vega hoặc là màn hình 14 inch. Ngoài ra thì chúng ta cần phần cái kiểm tra là cái phần âm thanh, là gồm có là headphone và loa. Thì chúng ta có thể vào phần YouTube và chúng ta có thể là xem những cái nghe nghe thử nhạc, cái đó là cách chúng ta trải nghiệm thực tế nhất. Chúng ta có thể là nghe nhạc test loa các anh chị, vào nhạc test loa thì cái này là cái công suất thực của nó, thông thường là công suất thực và mình nghe nó rất là hay, cho maximum volume lên các anh chị để mình xem thử nghe là bass tape nó có rõ ràng hay không. Nhớ là vào nhạc test loa nha các anh chị, mình có thể là mở một cái đoạn nhạc khác chứ hả, để mình xem. Rồi thì khi mà chúng ta nghe qua một đoạn nhạc thì chúng ta sẽ biết khẽ maximum công suất lên. Thì trong âm thanh thì nó có hai cái quan trọng là cái bass và tape. Thì thông thường một số máy nó gồm có 3 loa hay 4 loa, thông thường thì chỉ có 2 loa thôi nha chị, nhưng một số máy là gaming hay những máy cao cấp á, mà Beats Audio rồi đấy, hoặc là MacBook
thì nó sẽ dùng tới 3 đến 4 loa. Thì trong đó nó có một cái loa bass. Loa bass là cái loa sub đó các anh chị, à, cái loa sub đó. Cái loa sub thì nó hay bị đứt, mà nó chỉ còn là cái loa chép các anh chị. Thì anh vẫn nghe bình thường, nó không có rè. Nhưng mà cái bass mắc thì cái âm nhạc nó không có được hay lắm nha các anh chị. Thông thường đó là trong MacBook hay là trong những cái loa Beats Audio, những cái dòng HP Beats Audio đó, à, và một số cái máy Asus, à, dòng cao cấp thì nó bị đứt cái sub đi, thì âm thanh nó ra, nó chỉ còn âm bass là chủ yếu á, thì nó nghe nó rất là chói tai, rất là khó chịu. Nên anh chị cũng chủ yếu là chú ý là khi mà chọn loa cho nó phù hợp. Còn ở phần headphone thì các anh chị với cần là gắn headphone vào thử, à, nhờ bên cung cấp nó cung cấp, hoặc là chúng ta có thể mang theo một headphone để thử. Còn về việc USB thì cái này cũng cách là gắn USB và gắn chuột vào chúng ta kiểm tra thôi, à, không còn cách nào khác. À, thì USB thì nó gồm có hai loại, thì loại USB 2.0 và USB 3.0. USB 3.0 là cái tốc độ truyền dữ liệu nó cao hơn, và thông thường là USB 3.0 nó cần phải cài driver cho nó thì nó mới nhận đầy đủ các anh chị. Còn nếu mà chúng ta cài Win bình thường mà không cài driver á, hoặc là không up driver, một số không tương thích á, thì nó không nhận cái USB 3.0 mà nó chỉ nhận USB 2.0 thôi. Thì chúng ta cần up driver đúng chính xác cho nó đối với USB 3.0 thì nó mới nhận được nha các anh chị. Ở đây các anh chị nên cần để ý. À, một số trường hợp là các chị thấy cái USB không nhận cứ tưởng là hư, nhưng mà chưa chắc đâu, chúng ta nên kiểm tra cái được cái chúng nên kiểm tra cái driver của nó có đủ hay chưa. Ngoài ra chúng ta cần phải để ý là phải xem một cái máy của mình nó có bị nóng lắm hay không. Mà nóng lắm hay không thì có một cách nhất để mà hướng dẫn các anh chị luôn. Cái phần mềm trong này thì chúng ta dùng hay khá nhiều phần mềm ở trên mạng nha các anh chị, cũng nó miễn phí trên mạng. Thì chúng ta vào Google chúng ta gõ vào cái phần mềm là Full Mat, phần mềm mang tên là Full Mat các anh chị, FURMARK nha các anh chị. Này, Full Mat, chúng ta chọn cái phần tải miễn phí này, nó rất là rất là thông dụng và nó dễ, mà nó cho mình tải miễn phí rất là nhiều nha các anh chị. À, chúng ta bấm vào, nhớ là phần mềm mang tên là Full Mat các anh chị. Đây, Full Mat, à, bấm vào link tải sẽ tải về. À, thì mình đã tải về sẵn ở đây nha các anh chị, để không mất thời gian của anh chị. Nó hiển thị trong thư mục và chúng ta cài đặt nó lên. Bấm vào file ESE. Mà rồi admin đi luôn nha các anh chị. Rồi, chọn yes. Thì cái phần mềm này nó dùng kiểm tra nhiệt độ của máy và nó ép xung, nó giúp cho cái máy là chạy giống như gần hết công suất. Chúng ta chọn vào đồng ý với những cái điều khoản của nhà sản xuất, bấm next. Net tiếp tục, à, Phoenix cho anh chị. Sau đó chúng ta mở lên. Mở lên thì nó bảo là mình có full screen hay không. À, thì mình chọn full screen cũng được. À, pin yếu ha. À, chúng ta chọn full screen, à, với cái độ phân giải của nó là 1280 x 720. Chúng ta có thể chọn cái độ phân giải là 1920 x 1080 là full HD các anh chị. À, chúng ta chọn GPU test, nó sẽ chạy nha các anh chị. Rồi, nó sẽ chạy, nó ép xung và nó chạy với công suất rất là cao. Chúng ta xem thử nhiệt độ của nó là như thế nào, nó có lên hay không nha các anh chị. À, nếu mà một số mà nó bị đóng chip Vega hay CPU mà đã đóng rồi, thông thường á nó chạy một lát nó sẽ tắt ngay, hoặc là nhiệt độ nó không tải nhiệt tốt là sẽ tắt ngay. Các anh chị thấy là cái độ nét của nó đang ép xung đó các anh chị, nó đang ép xung và nó cho chạy máy hết công suất. Thì những cái máy yếu thì nó sẽ chạy không nổi. Thông thường là dùng cái này cho những cái máy có cạc rời nha các anh chị. Đấy, thì các anh chị thấy là ở đây chúng ta sẽ thấy là cái ở góc phải góc trái màn hình nó có báo là cái độ phân giải nó là Full HD 1920 x 1080, và nó đang chạy là GPU thứ nhất là HD 8050, AMD 8050 đó là Vega rời, và Intel ở dưới là Intel Graphics 620, thì đang chạy hai cái con Vega này luôn. À, chúng ta để chạy từ 50 phút đến 15 phút, à, chúng ta xem nhiệt độ của nó. Thì bây giờ nhiệt độ ở góc dưới màn hình các anh chị thấy là min á là 0 độ C mà max là 44 độ C. Thì đối với cái máy này nó có Vega rời và nó chạy như thế là tương đối ổn, là nhiệt độ tương đối là ổn, 44 độ, 44 độ đến khoảng 70 độ trở lại là cái nhiệt độ tương đối ok. Còn những cái máy có cạc rời nó có thể là đối với những trường Dell như là Dell Latitude 5440 hay 6420 6430 đó các anh chị, thì cái dòng đó là nó lên đến khoảng 85 độ đến 90 độ các anh chị. À, cái phần mềm là nếu nó nhiệt độ nó lên đến 100 độ là máy sẽ tắt ngay lập tức các anh chị. À, cái phần mềm này chỉ dùng cho những cái máy có công suất cao, những cái máy là chuyên chơi game hay là làm đồ họa thôi. À, bên chăm sóc laptop thì hay dùng cái phần mềm này để mà kiểm tra CPU và Vega sau khi thay, sau khi đóng xong á,
những dòng chip gián và hư xe qua hư Vega thì chúng ta đóng xong, thì dùng phần mềm này để kiểm tra để xem thử là nó test cái công suất của máy nó có bị lỗi không. Tại vì mình đang ép xung của nó chạy công suất cao nhất để nếu nó phát sinh lỗi thì mình sẽ biết ngay nó có bị lỗi không để mình xử lý luôn đó các anh chị. Thì cái phần mềm là tiện dụng để mình test kiểm tra như vậy. Và khuyến cáo anh chị là không không có ép cái máy này đối với những cái máy công suất thấp. À. Thì đối với những cái máy mà nó yếu á, thì các anh thể dùng phần mềm này thì anh vừa bật phần mềm này lên thì nó sẽ thoát phần mềm ra ngay. Hoặc là những cái máy mà nó công suất không đủ thì nó sẽ tắt máy luôn. Lưu ý đối với phần mềm này khi mà nhiệt độ nó lên đến 100 độ thì nó sẽ tắt máy ngay lập tức. Đấy, vì nó ép xung rất là lớn. Thì cái phần mềm này cũng mang tính chất tham khảo nha các anh chị. Hôm nay là áp đặt rất là nhiều vào những cái laptop khi chúng ta đi mua. Thì một số cửa hàng người ta sẽ rất là khó chịu và chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề là cái phần mềm này để dùng cho những cái máy công suất cao. À, khuyến cáo các anh chị nên để ý ha. Thì đến đây thì chúng ta đã hướng dẫn xong cho các anh là test những cái thiết bị cơ bản này, gồm có là webcam, mic, headphone, loa, bàn phím, ổ cứng, pin, màn hình. À, thì bây giờ còn một cái vấn đề cuối cùng là cái gì? À, chúng ta cần kiểm tra ngoại hình của máy. À, để kiểm tra ngoại hình thì chúng ta cần để ý là những cái máy xem thử là có bị trầy xước hay không. À, thứ nhất là thông thường á là những cái mặt A này nó trầy xuống thì nó cũng làm mất giá trị của máy này. À, mất giá trị. À, xem là những cái góc cạnh, những cái góc này nó hay bị méo cắn mốt ha anh chị. Những góc này hay bị méo mó cắn mốt. À, thì chúng ta đang kiểm tra kỹ. Và những cái máy thông thường, những cái ngoại hình nó còn tương đối mới thì thông thường thôi nha anh chị, thì cái tỷ lệ nó chữa rất là ít, chữa rất là ít. Và chúng ta nhưng trước khi mua chúng ta nên nhờ luôn bên bên cung cấp máy, nó sẽ vệ sinh máy cho mình một lần luôn, vệ sinh thay keo tán nhiệt vô dầu cho quạt luôn cho nó bài bản và chúng ta chỉ mang về xài thôi. À, thì thông thường những cái góc cạnh này hay bị va chạm, bốn cái góc này các anh chị nó hay bị va chạm, nó làm cho trầy xước hay là bể nứt đó. Nên anh chị là để ý những vòng đấy thôi. À, còn thì chúng ta còn dựa vào cái nhà bảo hành của nhà sản xuất nữa, cái thời gian bảo hành nữa, thì nó sẽ có những cái mức giá khác nhau. Thì đến đây thì chăm sóc laptop đã chia sẻ xong anh cách là kiểm tra những cái chức năng cơ bản nhất ở trong một cái máy để giúp anh chị là chọn một cái máy nó phù hợp trong cái thời điểm hiện nay. À, vì cái mùa dịch này là cái thời điểm rất là khó khăn và cái chi phí, mỗi chi phí chúng ta bỏ ra đều cân nhắc rất là kỹ, nên chúng ta chọn một cái laptop cũ, một laptop qua sử dụng cũng đó là một cái giải pháp. Nhưng mà để mà hy vọng là những cái kiến thức mà Thuận chia sẻ thì nó giúp được anh chị là để chọn một cái máy cho nó phù hợp mà chứ sử dụng lâu dài. Còn về mà bên trong mà để xem biết một cái máy nó có bị sửa hay chưa á, thông thường thì chúng ta cũng không có thể mà tháo hết ra kiểm tra thì nó rất là mất thời gian. Chúng ta cũng thể có chỉ có cách là chọn cái địa điểm nào uy tín thôi. Thứ nhất là những cái địa điểm công ty mà thứ nhất là có năm lâu năm trong nghề này, thứ hai là có cái lượng kỹ thuật đông này, cái thứ ba nữa là cái cách tiếp cận, cái cách mà phục vụ khách hàng có ăn cần nhiệt tình hay không, cái thứ tư là những cái chế độ bảo hành hậu mãi, những cái giấy tờ, những cái về hậu mãi đó, nếu mà cái dịch vụ đó người ta các anh chị cảm nhận được, tùy anh chị thôi, mình sẽ cảm nhận được cái đó từ cái phía mà cung cấp dịch vụ. Nếu mà thấy ok thì các anh chị có thể là có thể tin tưởng được và có thể mua được. Và nếu mà các anh sợ rủi ro thì có thể go mua thêm gói bảo hành, ví dụ như bình thường là bảo hành 3 tháng hay 6 tháng, có thể mua thêm gói bảo hành 1 năm chẳng hạn, thêm vài trăm đấy, để chúng ta có thể là yên tâm về để khi mà sử dụng. Còn còn một cái nữa mà các anh chị cần thấy anh chị hơi gặp khó khăn, có nghĩa là các anh chị có cái mặc cảm với máy cũ, ác cảm với máy cũ, nhưng mà thật sự là máy cũ chẳng qua là máy qua sử dụng thôi, có những cái máy rất là tốt, có những máy rất còn mới và chúng ta có thể là sử dụng nó như bình thường. Hoặc là đơn giản anh chị mua một cái máy tính mới về anh xài 2 3 tháng thì nó cũng đã là máy cũ rồi. Thì chúng ta cách chúng ta là thứ nhất là biết cách chọn một cái máy, thứ hai là chọn đơn vị phục vụ tin tưởng, đơn vị cung cấp tin tưởng là các anh chị có thể là sử dụng rồi mà chúng ta tiết kiệm được một cái lượng chi phí khá là lớn. Ví dụ bỏ một máy mới 20 triệu thì anh có thể là mua một cái máy cũ tầm khoảng 8 triệu 7 triệu có thể là làm việc tốt rồi, mình có thể tiết kiệm chi phí kia để làm những việc khác. Và đây là một cái mà nó rất là quan trọng cho cái thời điểm mà kinh tế hiện tại mọi người đang rất khó khăn như hôm nay, thời điểm hiện tại dịch như hôm nay các anh chị. À, thì trong cái video vừa rồi thì Thuận đã chia sẻ xong cho các anh chị là cách mà để là kiểm tra các thiết bị chức năng của một cái laptop một cách rất là đơn giản và hiệu quả. Các anh chị có thể là nhớ ngay những cách đó và phần lớn những cái phần mềm nào có sẵn trên mạng, và các anh chị nên là chọn những cái đơn vị nào cung cấp laptop.
đã lâu năm trong nghề và có những cái chế độ bảo hành và những trung tâm mà các anh chị có thể là cảm thấy được đủ tin tưởng. Thứ nhất là lâu năm trong nghề, thứ hai là cái chế độ bảo hành của nó lâu dài và hậu mãi, cái phong cách phục vụ ân cần tận tình, thì anh chị hãy chọn đó là nơi đó mà chúng ta hãy gửi gắm và chúng ta hãy mua. Thì bên chăm sóc laptop cũng cung cấp rất là nhiều cái loại laptop qua sử dụng, nói thì laptop qua sử dụng nhưng thật sự là nó còn có cái máy nó còn mới đến 99%, có những máy là mới xài 2-3 tháng. Thì đến chăm sóc laptop thì anh chị sẽ được là tư vấn như thế nào, nhu cầu của anh chị và mức đầu tư cho cái máy đó là bao nhiêu, thì chăm sóc laptop sẽ hiểu được cái nhu cầu đó và sẽ tư vấn cho anh chị là cái máy cấu hình mạnh nhất trong cái nhu cầu đó. Có thể ví dụ anh chị cần làm kế toán thì Thuận sẽ chăm sóc tư vấn cho anh chị là một cái máy màn hình 15.6 inch và có bọng phím số để các anh chị thao tác cho nó nhanh, hoặc là anh chị cần một cái máy để làm đồ họa thì Thuận sẽ tư vấn cho anh chị một cái máy để có cả đồ họa để mình thiết kế vẽ video vào CAD, để render video, để vẽ CAD hoặc là Photoshop. Tùy theo cái vấn đề là di chuyển các bạn thì mình sẽ chọn những cái máy cho nó phù hợp. Ví dụ như là nếu bạn hay đi di chuyển thì chọn những cái máy mỏng gọn, còn ít di chuyển thì có thể dùng những cái máy dài hơn, to hơn. Thì tùy theo cái nhu cầu và những cái độ tinh xảo của cái máy và cách thiết kế thì nó sẽ có những cái mức giá nó khác nhau. Thì anh chị cứ liên hệ qua hotline 0932121464 thì sẽ được tư vấn và để chọn cho anh chị những cái máy nó chất lượng nhất. Thì đối với chăm sóc laptop thì cung cấp laptop cũ và chế độ là bảo hành 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tùy theo cái nhu cầu của anh chị. Có những anh chị là kỹ thuật thì anh chị sẽ cần tới test máy và lấy ngay thì được cái mức phí rất là rẻ và kêu không cần bảo hành. Thì anh chị cần là ví dụ là cần đối với những anh chị kỹ thuật đã biết về máy tính thì đến kiểm tra máy và lấy ngay thì được giá rất là ưu đãi. Còn những khách hàng cần mua thêm gói bảo hành 6 tháng, 12 tháng thì cũng có những cái chế độ bảo hành cho anh chị. Đối với chăm sóc laptop, nếu anh chị mua máy tính ở đây thì anh chị là được hỗ trợ cài Win và vệ sinh máy miễn phí 1 năm. Anh chị có thể là trong thời gian xài nó bị lỗi phần mềm hay là máy bị nóng hay là có vấn đề gì đấy. Thì để được đến mang đến để được hỗ trợ từ xa hoặc là hỗ trợ tận nhà hoặc là sẽ được là cài Win và vệ sinh máy miễn phí. Nhớ là ở những cái khu vực mà bán kính là 10 km thì bên chăm sóc laptop sẽ hỗ trợ đến tận nhà để kiểm tra cho anh chị. Xin cảm ơn các anh chị. Hiện tại đây là đang là mùa dịch thì cũng chúc các anh chị là luôn vui khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Xin cảm ơn ạ.